Về trọng lượng của vàng trong chiếc đồng hồ này là trên 2 cây vàng rồi. Nếu như mình không thích hình chữ nhật, mình thích một chiếc đồng hồ hình tròn, mình thích một chiếc đồng hồ hình dạng theo ý muốn của mình, hãy vẽ điều đó đây ra giấy đi, đưa cho Kỳ Lân, hoặc là cùng với Kỳ Lân tạo ra những ý tưởng, những sản phẩm độc. Kỳ Lân sẽ thiết kế, design và hoàn thiện sản phẩm một cách tinh tế, hoàn thiện, hoàn mỹ nhất, chỉnh chu nhất, đúng phong cách, đúng nghĩa chất của hàng ngũ cấp luxury, hoàn mỹ đến hoàn hảo từng chi tiết. Và đó là những tiêu chí mà những hãng lớn họ cũng sẽ chọn sử dụng. Vì mình đặt mình là khách hàng thì mình sẽ làm những gì tốt nhất cho khách hàng. Nó đẹp lắm, bởi vì cái máy này có tụp pylon nên là tụp pylon này nó quay mình nhìn nó rất là thích. Về trọng lượng của vàng trong chiếc đồng hồ này là trên 2 cây vàng rồi, cộng với phần những viên đá mà Kỳ Lân tuyển chọn nữa, từ đá màu đến kim cương, bất kỳ những cái viên đá, viên kim cương nào thì Kỳ Lân cũng phải tuyển chọn những viên tốt nhất, đẹp nhất. Bởi vì mình là đơn vị xây dựng thương hiệu về sự cá nhân hóa một cách chuyên nghiệp nhất, về sự tỉ mỉ và độ hoàn thiện cao nhất, dẫn đến sự hoàn hảo nhất để mà phục vụ cho tất cả quý khách yêu sự sang trọng, nâng cấp, thượng lưu, đúng nghĩa Big Box. Đó là những gì mà Kỳ Lân luôn hướng tới, tạo nên thương hiệu Kỳ Lân Luxury. Tất nhiên là khi mà mình handmade rồi á, mình làm theo từng cái cổ tay của từng vị khách hàng. To Kỳ Lân sẽ làm phù hợp, nhỏ Kỳ Lân sẽ làm hài hòa, cân đối, và kết hợp với một chiếc nhẫn thì rất đẹp luôn. Wow! Đeo kết hợp với một chiếc nhẫn lông voi nguyên khối và nguyên khối AU750 của Kỳ Lân Luxury thì vô cùng hợp, giống như là sinh ra dành cho nhau rồi. Đẹp quá! Dây màu đen, thân vỏ đồng hồ và nguyên khối AU750, những viên đá màu vàng, máy lộ cơ tourbillon và chiếc nhẫn lông voi và nguyên khối AU750 chuẩn hồi ngoại, lông voi màu đen ở giữa, sự kết hợp hài hòa hoàn hảo đến từng chi tiết. Muốn hoàn hảo nhất á, thì mình sẽ thay những viên đá này là những viên đá giống vậy luôn, cùng màu luôn, thì nó sẽ là một cặp hoàn hảo nữa. Nhưng mà chiếc nhẫn lông voi á cũng đủ để làm điều đó rồi, cũng đủ để làm thành một cặp hoàn hảo rồi, đặc biệt cho tất cả những quý khách thích sự khác biệt về sự sang trọng, nâng cấp, thượng lưu mà chỉ mình có mà thôi, tạo nên một dấu ấn riêng, một nét riêng và đúng chất, một chất chơi về đồ cao cấp luxury.